Đồ vô nhân đạo, đồ không có tình người. Thấy tôi sinh viên dưới quê lên đây thuê nhà rồi đưa giá cắt cổ hả? Tôi nghèo chứ tôi đâu có ngu. Thấy nhà này nhà gì không? Nhà này nhà biệt thự. Ai không biết đó là biệt thự? Ôi tưởng tôi ngu hả? Ủa mày tưởng biệt thự thuê nó rẻ lắm mà. Mà tao cũng không có cho thuê nữa. Tự nhiên tao đang ngồi cái mày vô mày hỏi thuê. Tao nói trả lời cho mày vui thôi. Quýt. Đi đi. Xuống dưới này thôi, làm dữ vậy? Khu đó khu biệt thự luôn đó. Vòng lại đi. Biệt thự mà làm như nhà trọ dễ xây quyền lô. Ê, được á. Đang đang ngắm nè. Sáng giờ sao mày? Sao chẳng gì? Mới bị chửi dưới kia xong ngay ngã từ dưới á. Nhà của ông mập mập đúng không? Đúng rồi, nó nói thách tay. Mày không am hiểu giá cả gì hết. Tôi vô chừng 4 lần thôi, không đuổi tao ra tao biết giá liền. Ủa là mày có vô rồi hả? Vô rồi. Biết sao không? Tao phái cái ao ở sau nhà giặt đồ tiện. Mày điên rồi, cái đó là cái hồ bơi. Ủa hồ bơi? Tao vô đến lần thứ tư rồi, người tao mới biết nó là cái hồ bơi. Nhưng mà giặt đồ vẫn được. Ờ còn mày sao? Sáng giờ sao rồi? Đang me me căn này à. Ghê lắm á. Căn nó coi vậy mà. Ê tao kêu mày đi coi nhà luôn á. Mày đi mua cái này chứ vậy này. Đi ngồi cái này. Tao me căn nhà này là tại cái này nè. Lý do gì ba? Ai phơi đồ trển á, tự nhiên có một cơn gió lốc nó cuốn cái này xuống. Rớt chùm, nãy chùm vậy nè. Chùm vậy nè. Ủa này tướng bé. Ờ, ê tao chơi với mày. Ừ. Trời ơi, bà thấy cái áo con phơi đâu không? Để tao vận dụng gió lốc như vậy siêu cao. Tao chơi tụi nó rồi. Trả mày nè thằng kia. Ghê quá, ở đây ghê quá. Vừa có gió lốc mà vừa có biết thái nữa. Mà ở đây khu cái mắt của mày. Đúng rồi, nhà khu này giá kỳ lắm mày. Ừ, cao. Căn này hồi nãy hỏi nè, 80 triệu một tháng. 80 triệu? À. Trời, phải 800 ngàn, mai ra tao vô tao trả giá một xíu. Dính liền. Mẹ tao nói á, thằng Phu, nói thấp. Ghê quá rồi. Thôi đi đi. Dễ có đâu. Dạ. Ôi. Ôi. Em có sao không? Dạ em không sao. Cảm ơn anh nha. Ủa mà hình như hai anh không phải ở khu này hả? Ở sinh viên Đồng Tháp lên thành phố mướn nhà trọ. Có vô khu biệt thự mà nó giá nó cao quá. Đúng rồi. Tụi tôi sinh viên nghèo, tụi tôi mướn biệt thự mà không địch cao tôi gì hết. Hai anh ở quê lên mà hai anh đòi kiếm biệt thự luôn á hả? Biết sao trong đó có cái ao á. Cái hồ bơi. À hồ bơi. Đừng đặng giặt đồ á. May quá nhà em cũng ở khu này nè, nhà em cho thuê phòng trọ á. Hay quá. Phòng trọ sao cũng được, tụi ở giờ có sao ở cũng được. Rồi cái hồ bơi tụi tôi tự xây trong phòng trọ sao? Nhưng mà khu em hết phòng rồi. Vậy phải làm chi vậy? Rồi dễ thương mà vô duyên. Ấy, có duyên sẽ gặp lại. Thôi có duyên sẽ gặp lại nha. Ý là nói anh. Sau này bạn mà có duyên á thì tụi mình sẽ gặp lại bạn. Bye bye. Ví dụ mà tao gặp lại lần nữa tao phải cua cho bằng được luôn. Rồi cái đó là cái duyên mà. Để tính sau đi. Ui. Anh ơi. Hả? Cho em hỏi ở đây là cho hơi phòng. Sinh viên hả? Dạ. Sinh viên biết đọc chữ không mày? Cái chữ cho đây phòng trà bá đây mà hỏi cái gì nữa. Ủa anh khó quá thì em không biết thì em hỏi thôi anh làm anh khó. Phát tờ gơi mà căng quá à. Thì thôi không được thôi cho em xin số điện thoại đi. Xin số điện thoại làm gì? Em gọi cho chủ phòng thuê chứ gì. Tôi là chủ nè. Ôi đẹp trai ghê luôn. Gần gũi nè. Đó giả dạng mấy người phát tờ gơi cho gần gũi nè. Dễ thương à. Dễ thương. Vậy anh cho em hỏi cái phòng đi chứ sáng giờ tụi em đi thuê phòng bên khu biệt thự không có đứa nào cho mướn á. Cái gì? Sinh viên mà tụi bay đòi mướn biệt thự hả? Thôi tại bển nó có cái ao hồ bơi á. Phái cái đó. Không, bên đây cũng có nha. Bên đây cũng có cái ao hồ nha. Mà cái quy mô nó nhỏ hơn tí xíu. Nó thuộc dạng như là cái ao làng vậy thôi. Em cần cái đó. Tụi em không? Nhớ quê hương chứ, mà. Chứ cái hồ bơi nó sang trọng quá nhìn con không ra nữa. Thích là sống nhớ về quê hương đúng không? Dạ, dạ. Ở bên đây là cái phòng nó thiết kế là tôi là cho người thiết kế đặc biệt. Cái tính mộc mạc là phải đưa lên hàng đầu. Mộc mạc đúng rồi phải, em cần dặn gì mộc mạc thôi. Dạ. Cho em hỏi giá sao? 2 triệu á. 2 triệu là tao 2 triệu là 4 triệu. 4 triệu hai người cũng ổn, sinh viên mình không nguyên một phòng là 2 triệu. Ôi, nguyên một phòng 2 triệu, tao mày mỗi đứa 1 triệu. Nguyên một phòng 2 triệu. Trời ơi, 1 triệu rưỡi gì vậy?
Cái này chiều gửi này hả? Là chiều gửi này là tính theo đầu người á. Tức là mỗi người 1,5 triệu là 3 triệu. Mà thấy hai cậu sinh viên rồi thôi tôi hỗ trợ là người 1 triệu, tháng lấy nguyên phòng là 2 triệu thôi. À cho còn sẹt phòng gì nữa. Trời ơi ba cái đồng ý này mà ba cái giấy tờ này in đi in lại hoài à. Mình gặp nói chuyện trực tiếp với nhau đi. Chứ dán qua đồ quỷ này dơ cục điện của người ta mất thẩm mỹ lắm. Thôi bây giờ dẫn đi vô coi phòng là ưng ý liền à. Tôi sinh viên tôi hỗ trợ cho. Phòng là bảo đảm là mộc mạc, thích theo yêu cầu. Dạ em thích mộc mạc đi đi đi. Giờ đi coi phòng. Ủa ở đây có ao hả ta? Có chứ. Ở trong. Trên lầu á, đi theo tôi. Ôi, ôi. Cậu nghĩ có không? Không có tôi ao luôn á. Anh xui à. Ủa anh ơi, nhà này hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, tụi em ở đây á. Đúng rồi. Sao anh nói là có ao gì mà? Ao kìa. Ở vô coi, vô coi, coi. Cái này là để lâu rồi nước nó động lại nó mọc rong mọc rêu lên mà. Cái này là ở dơ mà. Tôi là khái niệm nó là cái ao làng. Còn bây giờ ở không quan trọng là ở hay không. Cái gì mà không rồi. Không thì mất tiền cọc vậy thôi. Ủa nghĩ sao vậy? Mặt mấy này ngu lắm hả? Bỏ tiền cọc ra đấu gần nhà này chỉ có mấy chó ngu lắm luôn á. Mới đóng tiền. Chó. Chó. Ê, đừng có nói với tao là nó đóng cọc rồi hả? Trời ơi. Hồi nãy khưa này đóng trước 1 triệu rồi. Bây giờ nếu mà không ở dọn đi thì mất 1 triệu. Còn ở lại đây thì đóng thêm 1 triệu nữa, đủ 2 triệu. Tao thấy giá thơm quá rồi tao nghe có cái ao nữa. Tao biết chỗ này ổng ở dơ không nổi. Nãy giờ tao bỏ mày. Thôi gán đi, giá 2 triệu cũng mềm mà. Đúng. Rồi vậy đủ nha. Coi như là đủ 2 triệu rồi, phòng này giờ hai cậu vô ở được rồi đó. Bây giờ tính ra là tụi em đưa tiền đủ rồi đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. À, là phòng này của tụi em á. Đúng rồi. Là tụi em được ở đây á. Chứ làm sao nữa. Vậy anh về phòng, đi. Đúng rồi. Sao chưa về? Thì phòng nè. Thì vậy nhà anh đi. Nhà cái gì? Tôi là tôi mướn có 1 cái phòng trong cái nhà này thôi. Tôi cho mấy cậu vô là ở ghép. Trời là xe đó hả? Đúng rồi, mấy đồ đạc của tôi nè. Giờ để đây có gì xài ké cũng được. Thôi giờ về tính người chói gọn nè. Mày 1 triệu, tao 1 triệu, ổng 1 triệu. Góp vô thì ba người phòng này 3 triệu cũng tạm được rồi. Tiền nhà chưa? À, có liền cô. Nha. Ai nữa đây? À, bạn tới ở chơi mà. À, đây là 1,5 triệu tiền nhà. À, đây là 500 tiền điện thiếu 6 tháng trước. À, đủ ha? Ờ, ý ơi. Rồi, chơi, dạ xong rồi, xong rồi. Bữa nay à, tôi thấy con đèn. À. Tôi thích đấy nha. Dạ, thôi biến tốc độ giùm đi. Dạ. Nhớ tháng nào cũng vậy nha con. Dạ. Tháng sau. Ôi giời. Ê, anh. Gì vậy? Hả? Về coi 1,5 triệu đó vậy? Cái giá đó là giá của bà chủ, còn giá 2 triệu là cái giá của tôi ra được không? Dám ở được không? Bây giờ không ở được có quyền dọn đi. Đi! Ở đi, đi trả tiền cọc đi. Ồ, gì trả tiền cọc? Chứ sao? Ủa đóng tiền cọc không ở thì tự động đi mất tiền cọc chứ giờ. Vậy ở? Ở luôn à, ở luôn mà bây giờ nè. Tháng này tạm chấp nhận nha, tháng sau là tiền chia đều rõ ràng nghe chưa? Ờ, quan trọng là ở hết tháng này không có nữa. Gì? À, đó. Wow. Gió này, lực gió này là phải bắn bà tia cho nó chắc. Uống chai vậy Phương? Uống game này giống Genie hồi xưa chơi trên máy tính quá vậy? Thì đúng rồi, bây giờ chơi trên điện thoại Genie Mobile. Hay ha, để mốt tôi đã dành tiền đủ tôi mua điện thoại về tối ông solo. Ê, tính ra mày chưa mua điện thoại mua cục sạc làm gì vậy? Thì có nhiêu tiền đủ mua cục sạc thôi. Khi nào đủ tiền thì mới mua điện thoại. Ê, bữa nào dành đủ tiền mua điện thoại á, để tôi dắt đi mua điện thoại cho rẻ lắm. Thôi khỏi luôn này nha, ông là chùm chơi bể luôn á. Để tôi mua điện thoại cho đi rồi tôi đau vừa chơi. Chơi rồi ghiền giống tao đi.
Rồi xong rồi vô bán mít giống tao bị đồng đội bỏ nữa. Ông Phương à, cái điểm tích cực duy nhất của cái phòng này mà tôi muốn ở ông á, đó chính là phong cảnh làm tôi rất nhớ đến cái miền quê của tôi. Tôi nhớ những buổi chiều mưa. Hey, lúc đó mưa nó ngập lên á, cái chuột trong đồng chạy ra làm cho tôi... Ôi con chuột! Bắt được cái chân rồi! Dừng tay lại! Ông Phương! Cái cậu định làm gì hả? Tụi tôi chỉ tính đập con chuột thôi mà. Đừng đụng vào. Cái cậu có biết đó là một người bạn của tôi hay không? Từ lúc tha hương cầu thật đặt chân lên cái đất Sài Gòn này, tôi đâu có bạn bè, đâu có người thân đâu. Chỉ có con chuột này là làm bạn với tôi. Hằng ngày chúng tôi chơi đùa với nhau, tôi còn cho nó ăn nữa. Niềm vui của tôi là được thấy mỗi ngày nó lớn lên. Vô bằng cái chảo luôn rồi mấy cậu ơi. Ủa mà nãy cản tôi giết nó chứ vậy? Chuột này á, là mình phải chiên tươi như vậy. Lúc nó còn sống, bỏ vô trong chảo, dầu thiệt là sôi, làm nổ tung cái đôi mắt nó ra, dầu nó sẽ theo cái đường mắt nó vô trong, nó chín, nó sôi từ trong ra ngoài. Ngon lắm, chứ cái lúc hồi nãy mà đập nó chết á, là nó mất tươi. Mình phải chiên lúc nó còn sống vậy đó. Chứ sao anh Tải nói gì, coi nó như vật nuôi mà. Con gì nuôi mà không ăn, nuôi lấy thịt được không? Thì thấy nghe nói gì mà nó lớn lên là niềm hạnh phúc gì đó. Thì bây giờ nó lớn lên thì thịt nó càng nhiều, không hạnh phúc nó buồn hết cậu. Thôi hèn chi, tôi nghĩ nãy tôi đặt suy nghĩ trong đầu, sao ông sống chó với tôi mà ông sống tốt với chuột chứ vậy. Hèn chi. Bây giờ có ăn không? Nói quá Quốc Cường ơi. Làm sĩ vụ chứ hả? Hùng đình lắm à. Khoảng cách này hơi xa anh nha. Cái này là nên là góc 45. Gió hơi mạnh nên là cái lực khoảng 60 á. Không, 65 đi cho chắc. 65. Rồi, bắn. Tưới. Quá chuẩn. Cái bà này mà chơi Guinea Mobile ai chơi lời bả trời. Trong cái cửa đóng không được anh Phương. Nãy giờ mày nghe bài hát nó hát câu gì không? Cái khung cửa sổ hay nhà cửa phố chẳng hiểu vì sao không đóng được bao giờ. Không khép bao giờ. À không khép bao giờ. Thì nói đó, làm sao nó khép được. Thôi ta vậy tắt tắt nhạc đi. Tắt rồi đó, mà nó cũng không khép được đâu nha. Trời ơi sao không sửa đi trời. Thì đóng tiền thêm tháng thì tôi lấy tiền tôi đi sửa. Ủa mày khôn nhở, nhưng mà nhờ vậy nha. Em thấy một con nhỏ đối diện nhà đẹp tuyệt vời luôn. Con nhỏ mà hồi đợt mà
tao mày lụm đồ rồi nó nói khu dậy nhà trọ của nó đó, nhớ không? Có duyên. À hồi dưới quê tao mày lụm đồ nó tao đem bán hả? Mày điên quá, con nhỏ mới đây nè. Bữa chứ. Nhớ. Tao nói có duyên tao sẽ cua liền. Em sẽ cua nó cho anh coi nè. Bỏ đi. Nó là con của bà hố, gà mẹ hung dữ. Cái bà mà lần trước tới thu tiền nhà đó. Ủa đâu? Ủa thấy bà lại tu tiền nhã nhặn mà điềm đạm lắm á, tưởng tượng phải là một người phụ nữ của gia đình. Đúng rồi, thấy bà dễ thương mà. Anh cứ coi đi, chủ yếu là lòng thành của mình thôi. Coi nè. Ông đi đâu thì ông đi luôn đi nha. Ông mà quay gì nữa tôi cho ông hiến máu nhân đạo luôn. Ủa vụ này là gì vậy chú? Mấy đứa thông cảm cho chú đi. Cho chú ở lại đây một đêm. Mai bà nguôi rồi chú về. Với lại có gì để chú bớt tiền phòng cho. Hôm nay chắc mày ông mã ra đồng vậy rồi. Gây bậy nè chắc không... Được vậy cũng mừng. Ủa chứ sao chú? Chú bới cho bà chén cơm. Lỡ bới đầy quá cái ba gấp cục thịt lên, gớt cục thịt xuống đất. Ba quýnh như chó vậy đó. Vậy là bà sai rồi. Đúng rồi, ngày nào bà cũng nhậu hết trơn á. Sai là phải rồi. Sai đó luôn á. Sai gì? Xỉn luôn á hả? Xỉn đó. Ừ, thì có tiền là bà nhậu à. Nhất là bà thu được tiền phòng á. Trời ơi, tự nhiên trả anh chi vậy? Đấy, gia đình ta lục đục. Coi như lỗi tôi đi. Cái cậu này không trả thì người khác cũng trả à. Bà có tới 30 cái phòng trọ lận nên bà chia đủ cho 30 ngày trong tháng à. Vậy tính ra tháng nào có ngày 31 là chú được thoải mái xả stress nè. Nghe nói đi, mày mở gà đồng đi. Ừ, hay á. Không, bà uống bù cho tháng 2, 28 ngày. Gia đình hạnh phúc, mày ngoại quá. Thôi, giờ lỡ rồi chú ở đây đi cũng được chứ hả? Đúng rồi, con kêu vậy á. Thôi giờ ở lại đây đi rồi mai bà tỉnh rồi á. Kìm bà lại rồi con thả chú về. Ta xin truyền hồn báo tin cho 30 phòng ở đây biết. Đứa nào dám chứa chấp chồng tao, tao chém chôn chung chồng tao luôn. Chú ơi, chú bây giờ chú đón xe đi, chỗ nào xa thì xe xa chú trốn đi. Tốc độ gì vậy chú? Đúng rồi chú ơi, chú làm ơn thông cảm cho tụi con được không chú? Chứ giờ hai đứa mới, con mới đóng cọc. Mới đóng cọc mà tự nhiên cái đóng mộ luôn, chết luôn á chú ơi. Thôi, chú hiểu rồi. Đi. Tôi xin lỗi anh Sơn nha. Giờ tôi chém anh có đau lắm không? Để tôi chở anh đi bệnh viện cho. Thôi thôi. Cậu xém xíu ăn cây dao giống ổng rồi. Không xong rồi mấy cậu ơi. Bà dữ quá. Giờ mình kiếm cái cách nào để liên hệ được, tiếp cận được với em ơi. Nhìn cái mặt con này á, cái xì tai nó chắc là mê phim Hàn Quốc á. Bây giờ mình chơi cái trò mà viết lên cái bảng mình dơ qua. Hay á, mấy cái MV tình cảm hay có mấy nhỏ đó lắm. Đúng. Giờ mình quan trọng mình hỏi gì nè? Đầu tiên mình hỏi tên. Đúng. Em tên gì? Viết đi. Em ê ra. Mẹ ơi. Mẹ nhìn thử mẹ ăn bên kia biết cái gì mà con nhìn không thấy. Ôi. Tao nói cho tụi bay biết, đừng có giỡn với cái trò đó đi chưa. Lớn hết rồi, đây là lần đầu. Tao không muốn có lần thứ hai nữa. Tao xin truyền hồn thông báo cho tụi bay biết, tao tình hố. Trời ơi, bà này bà dữ quá. Mà quan trọng á, mình ghi bản là nó đọc không được rồi, nó bị cận. Ừ. Giờ xài chiêu khác đi. Chiêu gì nữa? À, ngày xưa mấy chú có nghe cái chơi cái trò chơi mà điện thoại không? Trẻ em á, nói hai cọng dây vô cái lon á. Thì mày nói dây tự nhiên điện thoại với em làm vậy đó. Nó thôn. Nói là nói gì nè. Cái trò đó hay á, thử. Hay á, cũng là ý kiến hay á. Lẹ. Quăng vô. Hay quá, vô. Hay. Ê, có tín hiệu, Để nói đi, nói. Alo, em tên gì vậy? Tới giờ mà tụi bay chưa biết tên tao hả? Tao tên Hương. Tụi bay lì như trâu như chó, không có lòng tự trọng. Tao nói rồi, tao
không muốn có lần thứ ba nữa nha. Tao tên Hổ. Không ổn nữa rồi. Cái bà này đã đón đầu mình ghê quá. Khó tiếp cận thiệt chứ. Bây giờ mình viết thư cho em đi. Viết thư ở đồng sao? Viết thư xong xếp mai phóng qua phòng. Phóng qua. Được á, mấy cái phóng tao cũng thích lắm á. Đúng là một ý kiến hay á. Đây. Bye bye. Ê, má nó đi chợ, má đi chợ. Má đi chợ rồi. Chơi cậu ơi. Tới rồi rồi. Gió, cạnh nước. Chết rồi, gió đổi hồi nào tao nghe luôn. Dạ không biết rồi, cô trình hôn mà cô xin lỗi cô nhiều lắm. Giờ hết cách luôn rồi, thử bao cũng cách mà không được rồi đó. Bây giờ cứ chiến thuật cũ đi, nhưng mà mình phải rèn luyện kỹ năng chính xác cao hơn. Bằng cách nào? Trời thế quá, giờ sao vậy? Nguy hiểm quá. Tôi nói mấy cậu rồi, bây giờ là phải chơi gần đi, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn chiến thuật cũ nhưng vận dụng gần đi vô đúng không? Đúng rồi, là bây giờ mình bắn mà an toàn á là bắn 3 tia. Canh hướng gió. Canh hướng gió bắn 3 tia là đảm bảo là vô. Đúng rồi ha. Hey. Lại nha. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Yeah, có một cái vô. Đúng là áp dụng kinh này vô, đánh hay thiệt. Ôi. Hồi âm. Nó tên gì, Tên Đào. Rồi hỏi vô không dập nữa tao. Tấn công vô dập. Hỏi gì? Mà có phải thật là vậy không? Có phải thật là vậy không? Hay quá. Võ sức 65. Hay quá em ơi. Ê. Trả lời. Thiệt. Trả lời thiệt. Dạ, hỏi gì nữa. Hỏi tên Lót đi. Họ tên Lót. Tụi mày lắm quá ha. Bây giờ sao hỏi số điện thoại đi rồi về nói chuyện cho đã. Tụi em đâu có điện thoại đâu, anh mượn nha. Anh cho em mượn nha. Thì có gì cho mượn, có gì tao nói chuyện giùm cho. Phải rồi. Cho mượn. Số điện thoại em là gì? Nhân tiện hỏi em ấy có biết chơi game đi mua bài không? Đừng chơi chung, phải không? Tại tao thích Đào lắm. Đào càng sâu càng đã. Cái gì? Ý nói là trong game Ginny Mobile á, Đào á. Ok. Chơi Ginny nha em. Đào đã lắm. Đào sâu, càng sâu càng Đào đã. Sâu. Chơi đào sâu càng chơi đào, đào sâu. Thôi được rồi. Như vậy là hiểu rồi. Rồi. Nè, cái bước này là ăn tiền ở bước này nè. Ừ đúng rồi. Hay quá, vô. Bao ơi. Có số điện thoại. Phải không? Hãy số điện thoại. Có chưa? Bây giờ là thành công rồi. Vô. Trời ơi, mà nó không có, chưa có họ tên Lót. Hay quá. Được cái mục đích vậy thôi. Có số điện thoại phải không? Có số điện thoại rồi. Trời, số đẹp dễ sợ. Cho mượn cái điện thoại đi. Cho mượn cái. Nó có cho họ tên Lót không? Không mày. Thôi nè, để bấm luôn cho. Mày ham hố. Hứng hứng rồi. Còn với bụng. Ừ, vậy vậy. Trời tên à. Ờ, chủ nhà. Ừ, bà hố chủ nhà. Ê, Tại sao? Trời ơi, luôn chi vậy? Gì vậy? Chắc không sao đâu hả? Nhiều vậy anh. Có bàn chân lạnh. Tao đã nói với tụi bay rồi. Tao tên là Hô. Đừng có lấy điện thoại mà nháo vô máy tao nữa nha cho. Liệu hồn đi khỏi nơi đây. Và đừng quay đầu lại. Tụi bay mà quay trở lại, tao cho tụi bay hiến máu nhân đạo luôn bây giờ. Ê. Sao hướng này nó lạnh lạnh quá vậy? Đi mà xuống gió mà. Cho nên quay đầu lại không có cậu.
Thôi, hiến máu á.